Ồ, như vậy là vừa dạo xong vòng chợ đêm Đà Lạt thôi ạ. Mưa gió mà vẫn đông người như thế, chen chúc nhau lên ở đây. Thì là quán kem cuộn này, làm cái cho con cún của mình ăn nhá. Đây, ăn kem dâu gì được rồi, để tí chú làm cho. Kem dâu con. Kem dâu. Cái này nhiêu tiền một cái anh? 35 ạ. 35 nghìn là một hộp như thế đấy ạ? Vâng, một hộp ạ. À, ngon đấy. Đấy, cún ăn dâu gì, cú ăn kem gì con? Rồi, cú ăn kem sô cô la gì? Rồi để chú làm nhá. Cún ngồi đây, đứng đây con. Cún bỏ ra được rồi. Thôi hai chị em vào trong ghế ngồi tí đi. Để chú làm cho một dâu một sô cô la. Ra đi cú. Đây là quả gì đây? Dâu dâu à? À dâu à, đúng rồi. Nhìn thôi. Giật cho mình không nhìn được, tưởng là mứt gì. Đấy. Cái máy này ngon lắm các bạn ạ. Hôm nào về chế cái máy kem cuộn này. Nhìn thấy ôm ra đồ đã đóng băng lại được. Đây chắc là đêm là mứt dâu đây này. Đấy, nãy mình tưởng là mứt dâu. Để cún đứng xem, cún đứng xem đó nhỉ. Cầm cho bố con đứng xem, hai bố con mình. Đúng rồi, ăn chú cho sữa nữa này. Cái rồi. Hai cái này. Ba này. Bốn này. Năm cái luôn. Ngon không cún? Thích ăn này đúng không? Rồi chưa ăn bao giờ, làm cho cô tiếp cho cô la nữa nhá. Rồi cô ngồi đi đi rồi, của chị cún xong rồi, em đến với cô thôi. Tiếp một cái sô cô la này các bạn. Sữa sô cô la. Cái này làm thường là 30 giây một cái anh nhỉ? Hay 1 phút nhỉ? 1 phút một cái anh nhỉ? Cái máy này lạnh lắm nhỉ? Cứng được ngay lại luôn nhỉ? Cái này nó nào không độ C rồi anh? Âm 20 độ ạ. Wow. Cũng là âm 20 độ các bạn ạ. Là 1 phút là được một cái. Nhanh rồi đấy. Đấy, sô-cô-la của cô đấy. Anh không cho dừa đâu, anh không cần cho đấy đâu. Rồi ạ. Rồi. Nhanh ha. Cái xanh này là kem cuộn gì đấy? Matcha. Matcha. Đợi đợi anh chú anh chị cho hai đêm nhé. Ờ, như vậy là dạo xong vòng chợ đêm các bạn ạ. Làm hai ly kem cuộn cho hai đứa nhóc nó ăn. Mình lạnh quá không ăn được. Bọn này nó lạnh mà cứ thích ăn kem thôi. Ôi mưa gió Đà Lạt này. Bây giờ tạnh tạnh ở đây các bạn, hôm nay mưa to lắm. Rồi, mình sẽ về phòng thôi. Đúng rồi.